Kính chào quý khán thính giả của Bộ đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình. Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ Sáu tuần qua, học viên lớp cao đẳng được Thầy Huyền Châu giảng câu xá luận tập 1. Sau đó, cô Tâm Nhật giảng Kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tóm lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học câu xá luận tập 1, Thầy Huyền Châu giải thích tâm bất tương ưng hành với nội dung về phi đắc. Phi đắc là không thủ đắc các pháp của bậc thánh. Bản chất của phi đắc có sai biệt về tánh vì thuộc tính chất vô phú vô ký. Hữu phú vô ký có những quan điểm từ ngã sai lầm, gây chướng ngại thánh đạo. Vô phú vô ký có tính tự nhiên, chỉ phản ánh cái đang có mà không tỏ thái độ phản ứng. Nó đem cho ta cái thọ khổ đau khi hạt giống bất thiện gây tác dụng đau khổ. Sai biệt về thế là chỉ cho ba đời cùng có ba loại phi đắc trong đó pháp hiện tại không có phi đắc mà chỉ có phi đắc quá khứ và phi đắc vị lai sai biệt về giới trong ba cõi dục sắc và vô sắc pháp hệ thuộc trong ba cõi hay không hệ thuộc trong ba cõi cũng có ba phi đắc điều này phải hiểu rằng người không hoàn thiện nhân phẩm nơi dục giới thì chưa thể đắc thánh phẩm ở cõi dục cõi sắc và vô sắc hơn nữa người đắc pháp thánh giới nơi sắc giới và vô sắc giới tất nhiên đắc pháp nơi dục giới ở trong cảnh giới vô lậu người đắc thánh quả là nhất định vì môi trường tu tập này luôn tác thành đạo quả vô lậu không có phi đắc nào là vô lậu do vì phi đắc đối với thánh đạo thì dị sanh tánh có mặt chúng sanh tánh này không nói là vô lậu vì phi đắc là hữu lậu luận điểm cho biết dị sanh tánh không thủ đắc tất cả là hàm ý vắng mặt sự thủ đắc vậy chủng tánh thế nào thì sản sinh hạng tương ưng thế đó biện bác nêu rằng vậy chư phật không thành tụ thánh pháp thuộc chủng tánh thanh văn độc giác cũng gọi là gì sanh tánh sao luận chủ cho biện luận này không xác đáng vì mệnh đề có tính độc lập cũng hàm nghĩa xác định của nó như nói loài ăn nước để chỉ chung cho các loài sống dưới nước loài ăn gió chỉ cho loài sống trong không khí vậy nói người phát tâm thành phật vì có chủng tánh thành phật là đương nhiên lại có một thuyết khác cho rằng không thủ đắc khổ pháp trí nhẫn và câu sanh pháp gọi là dị sanh tánh luận chủ cũng cho ý này thật sai lầm vì khi đắc đạo loại trí các thánh pháp từ khổ pháp trí nhẫn được xả các phi đắc trước đó được vĩnh viễn loại bỏ vì ấy không vì vậy mà trở lại dị sanh tánh sự gieo nhân học Pháp là nền tảng tối cần thiết cho việc thành tựu mai này. Vì mỗi ngày có tích tụ huân tập thì rồi sẽ trở nên hiệu quả sâu dày. Các căn vô lậu có thời gian trưởng dưỡng, được tạo cho cơ hội tăng trưởng nên Thánh Pháp mới có phần thành tựu nhất định. Người biết chọn lựa hướng đi vì an lạc niết bàn nên có chọn lựa lối sống cho tự thân tất nhiên sẽ phải khác. Tự hoàn thiện được mình mới có đủ khả năng cứu độ muôn loài một khi chưa có tấm lòng bi mẫn rộng khắp thì thật khó chống đỡ các nghịch cảnh khốc liệt. do vậy thái độ ứng xử để tiếp nhận và mở rộng môi trường đào tạo con người ngày một hoàn thiện hơn không gì ngoài sự thiết lập ngôi trường Phật học như Đại học Sakya Buddha đang diễn tiến. Việc làm có khác nhau là tùy vào dụng tâm mà nỗ lực theo tuần tự mà thành. Và giờ học kinh lăng nghiêm, cô Tâm Nhật giải thích đoạn nói về 12 loại chúng sinh. Chân tâm, bản tính, vốn dĩ là vô, nhưng nay khởi tâm muốn quay về nên sinh niệm hữu. Bởi vì khởi hư vọng mới soi vần quân tập thành nghiệp. Đồng nghiệp cảm nhau, do sự cảm nghiệp nên có tương diệt tương sinh, do đó thành chúng sanh điên đảo. Sự cưỡng cầu mong trở về làm cho xa rời bản thể khi chưa hiểu thật tánh của nó khiến bị mê lầm và chạy theo mê lầm. Từ đó, kiến và tư hoạt phát triển cái không sinh khởi thành sinh, cái không trụ khởi thành trụ, cái không tâm gọi là tâm, không phải pháp mà gọi là pháp. Chúng sinh an lập giới từ nơi chấp vào năng nhân sở nhân, năng trụ sở trụ, nên thành nhân thành quả. Do vậy lập ra thời gian sinh diệt dời đổi liên tục không ngừng trong ba đời với không gian kiến tạo bốn phương nên tam thế tứ phương hòa hợp nhau ở thế giới điên đảo này biến thành 12 loài. Chúng sinh vì đồng nghiệp cảm nên cùng sinh ra một nơi và cùng chung một loài. Lại từ trong thế giới đó có 6 thứ vọng tưởng khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần nhiễu loạn tạo thành các nghiệp tánh khác nhau. Cứ như thế mà luân chuyển điên đảo từ noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, hữu sanh vô sắc hữu tướng vô tướng phi hữu sắc phi vô sắc phi hữu tướng phi vô tướng chúng sinh chỉ vì vô minh động niệm cùng hợp lại nên có dao động loạn tưởng thế giới hư vọng luân hồi nên loài noãn sanh có mặt do loạn tưởng hòa hợp với khí dao động thăng trầm mà thành chim cá rùa rắn điên đảo về dục mang nặng tính luyến ái ở nơi thế giới tạp nhiễm. Hòa hợp với tư, loạn tưởng ngang dọc là loài thai sinh như người, súc vật, rồng, tiên. Nặng về tánh chấp trước, loạn tưởng, nghiêng ngã, hòa hợp với sự mềm mại nên có loài thấp xanh như côn trùng, sâu bọ. Có điên đảo về giả, thích sự biến dịch thay đổi nên hòa hợp với xúc Loạn tưởng đảo lộn mới cũ nên thành loài hóa xanh như thoát xác phi hành nhân quả của loài có hình sắc do bởi điên đảo về che chướng, có lưu ngại luân hồi hòa hợp thành trước, loạn tưởng tinh diệu như các thần vật tinh sáng tốt xấu, có tiêu tán luân hồi, có loài điên đảo về mê hoặc hòa hợp thành ám, loạn tưởng ẩn khuất như loài vô sắc, như cõi vô sắc và thần hư không, cho đến quỷ mị u ẩn nhân quả của loài hữu tưởng trong thế giới mường tượng, điên đảo về ảnh, hòa hợp thành nhớ, vọng tưởng tiềm tàng kết lại như thần quỷ tinh linh, thế giới có ngu độn luân hồi, có hạn điên đảo về si mê, hòa hợp với ngu ngoan và ương ngạnh, loạn tưởng khô khan nên có loài vô tưởng như tinh thần, hóa ra đất, cây, vàng, đá. Phần tiếp theo về 12 loại chúng sinh sẽ được học trong buổi giảng hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5 giờ 45 đến 6 giờ 45 chiều, Thầy Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma câu 6 luận tập 4. Lớp cao đẳng từ 7 giờ đến 9 giờ tối sẽ được học câu 6 luận tập 1 do Thầy Huyền Châu giảng và Kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược qua lời giảng của cô Tâm Nhật. Lớp sơ trung đẳng từ 7 giờ đến 9 giờ tối sẽ được học Kinh Viên Giác do cô Tâm Nhật giảng và Thầy Huyền Châu giảng tập dị môn luận. Trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như những chương trình hoàn pháp khác, kính mời quý vị theo dõi tại trang nhà Phật quốc org Các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học Quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.